Hello các bạn, hôm nay mình quay cho các bạn xem một con serim đời 2003. Tới giờ, hôm nay mình dọn lại mới ton luôn, quay cho các bạn xem nha. Con xe này Honda nghe các bạn, chứ không phải Honda, Honda. Đó, xe này đó mua 17 triệu 500 ngàn. Chạy tới tới nay nó mới làm đẹp lại nha các bạn. Đó, hôm nay mình sơn phết đầu lại, thay bẩn Supreme lên. Giờ mình sẽ dán bộ tem này, mời các bạn xem mình dán tem nha.
Wow. Đẹp không các bạn? Đó, mình đã dán tem xong rồi các bạn. Quá đẹp luôn. Các bạn thấy có chỗ nào xấu thì comment bên dưới giùm mình nha. Mình biết mình sửa nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Bye bye các bạn.